bắt đầu từ đêm hôm qua thì bức tường ở khu dự án đổi xanh thì đã có những dấu hiệu rạn nứt, và đến sáng hôm nay thì những viên gạch này đã bắt đầu rơi xuống nhà dân, và hiện tại thì các cơ quan chức năng đã sơ tán 18 hộ dân ở trong khu vực này đến khu vực an toàn. Những vết nứt lớn, nhiều điểm của bức tường đã bị nghiêng, gạch đá, bê tông rơi liên tục trên mái tôn nhà dân. Hình ảnh này đã khiến cho 18 hộ dân sinh sống gần khu vực dự án đồi xanh cảm thấy hoang mang, lo lắng, bởi không biết lúc nào bức tường này sẽ đổ xuống uy hiếp tính mạng, tài sản của gia đình mình. Đáng lo ngại hơn, tại những điểm gạch rơi, nước rỉ ra liên tục, tràn vào nhà một số hộ dân. Theo người dân sống tại đây, hiện tượng này xuất hiện từ hôm qua. Đến sáng nay, vết bong tróc, nứt gãy càng thêm nghiêm trọng. Bức tường này xét nhà mình 1 mét, chỉ là 1 mét thôi, rất là nguy hiểm. Các vị thấy cái đầu cao cỡ này không? Rất là cao, lỡ nó ụp xuống một cái chung như này, cái này chết hết, không còn gì luôn. Là hồi trước kết hợp với lại chủ đầu tư mới nói là công nghệ này là MSE, là công nghệ mới, nói là của Mỹ, cực kỳ đảm bảo. Kết cấu này còn ngon, còn cứng hơn bê tông cốt thép, tại công nghệ này của Mỹ. Nhưng ngày hôm nay nó bây giờ đây sụp hết, toàn bộ từ AZ sụp tường, máy lạnh rồi coi như hư hoại hết, không còn gì luôn. Bây giờ dân rất là hoang mang, bỏ đi hết. Để đảm bảo an toàn cho người dân, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng di dời tất cả các hộ ra khỏi vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, trong sáng nay, rất nhiều hộ dân đã quay trở lại khu vực có nguy cơ sạt lở này vì họ không nhận được tiền hỗ trợ. Một số gia đình cũng trở về để vận chuyển tài sản của mình, bất chấp nguy hiểm cận kề. Giờ làm không được thì giờ để mong chính quyền coi xử lý dứt điểm cái vụ này, chứ nếu kéo dài thì cũng rất là mệt mỏi. Cứ đụng cái đêm lâu xã cưỡng chế đi, cũng đi cưỡng chế đi, cuộc sống nó đảo lộn. Mong chủ đầu tư thật sự xuống dưới tận nơi nhà dân, chứ đừng có đứng ở trên chỉ đạo. Người dân cần hợp, cuộc họp ba bên, tức là có sở, có thanh tra, có báo chí, có đài và có chủ đầu tư để tiếng nói đầy đủ. Nếu mà mưa hả, cái hiện tượng ngậm nước của sườn núi này á là nó không còn nữa, đất không còn ngậm nước nữa, mà đất là bữa nay là đất với nước nó là một rồi, nên do đó cái việc sạt lở nó sẽ xảy ra. Yêu cầu chủ đầu tư phải tháo dỡ để thực hiện lại đúng giấy phép xây dựng được cấp. Nếu chủ đầu tư mà có cố tình hoặc là mang tính đối phó cơ quan nhà nước thì sở xây dựng sẽ tiến hành ban hành quyết định cưỡng chế và đồng thời thu hồi giấy phép xây dựng, tập trung toàn bộ lực lượng của sở để cùng với bà con đây để vận động bà con, để thuyết phục bà con, rồi là cũng nhắc nhở bà con nên di chuyển. Dự án đồi xanh Marina Hill rộng 5 hectare gồm 68 căn biệt thự. Hiện nay chủ đầu tư đã xây dựng một số căn biệt thự nằm sát núi. Tuy nhiên bức tường chắn ngăn cách dự án với khu dân cư đã xây sai thiết kế về chiều cao và kích cỡ. Vì vậy, Sở Xây dựng đã ban hành quyết định xử phạt, đình chỉ thi công, tạm ngưng giao dịch mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Sở Xây dựng đã yêu cầu chủ đầu tư lập phương án tháo dỡ bức tường sai phạm. Nhưng chủ đầu tư dự án thực hiện một cách đối phó và chưa trình được phương án phá dỡ bức tường. Theo phản ánh của những người dân sống xung quanh khu vực dự án đồi xanh, các mảng đất đá của bức tường vẫn liên tục rơi, chưa có dấu hiệu dừng lại.